sóc này suốt ngày để mắt trên mình, bây giờ kiếm gà chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nè, ổ sóc có mối thù với gà hả? Thì thấy gà sợ sóc là biết ăn ở xa rồi. Gà sợ sóc đừng có là ha, chỉ vì gà không chịu nói cho mọi khá khá mỗi khi sắp. Gà kia, người dám nói xấu ta? Được, thử coi gà có sợ sóc không. Tiếng kêu cuối không dừng thuốc, hình như là sóc khủng bố gà. Trời, không được rồi, mình phải giải cứu kịp thời, nếu không sẽ có án mạng xảy ra. Ơi sóc, dừng ngay lại, không được khủng bố gà, dừng ngay lại. Trời ơi, trên người gà nhiều vết bầm tím. Sóc ơi, sóc ơi, các em là bạn với nhau mà tại sao lại làm cho bạn ra nông nổi này? Em không có đánh bạn gà, chỉ là em tìm bạn gà để hỏi vì sao gà sợ sóc thôi mà. Trời ơi, sóc ơi, sóc ơi, em ác quá mà. Em làm cho bạn ra nông nổi này. Đi, đi, đi với chị qua nhà Dr. Khỏe để tìm lại công bằng cho gà. Dr. Khỏe đây. Chuyện gì mà Nguyệt Ánh tìm Dr. Khỏe đòi công bằng cho ai vậy? Dạ, chuyện là sóc ăn hiếp, đánh đập gà ra nông nổi này nè. Dr. Khỏe hãy tìm lại công bằng cho gà đi. Mấy vết bầm tím này tự nhiên nổi lên từ mấy hôm trước rồi. Sóc chưa có đánh gà đâu chị Nguyệt Ánh. Ủa, vậy là gà không bị gì hết hả? Sóc có đánh gà đâu mà bị gì. Thôi, sóc chào Dr. Khỏe, chị Nguyệt Ánh. Sóc đi chơi đây, ở đây không có vui. Ngoài mấy vết bầm tím, gà còn có triệu chứng gì nữa không nè? À dạ, xương khớp còn đau dữ lắm. À, khi thiếu vitamin K, cơ thể dễ bầm tím, chảy máu mũi, đi tiểu ra máu, xuất huyết đường tiêu hóa, xuất hiện tình trạng còi xương, loãng xương, yếu xương, phát triển ung thư và các vấn đề về tim mạch. Vậy là gà có triệu chứng thiếu vitamin K rồi. Vitamin K thì có lợi ích gì cho sức khỏe? Dr. Khỏe hãy giải thích cho Nguyệt Ánh cũng như mọi người cùng biết đi. Vitamin K đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đông máu, giúp duy trì sức khỏe xương, sức khỏe tim mạch, chức năng não, trao đổi chất lành mạnh và sức khỏe của tế bào. Những yếu tố góp phần gây ra tình trạng thiếu vitamin K như là dinh dưỡng kém, mắc hội chứng viêm ruột mãn tính, đang dùng các thuốc hạ cholesterol. Vitamin K cần được cung cấp và bổ sung đều đặn hàng ngày. Vậy con phải làm sao để bổ sung vitamin K? Dr. Khỏe giúp con với. Bạn gà đừng có lo lắng, Hương Nhu sẽ giúp bạn nè. Trời ơi, Hương Nhu ơi, chị chào em nha. Nghe cái tên thôi là đã thấy nhu mì rồi, mà còn là gia vị để chế biến các món ăn hấp dẫn nữa, mà bây giờ lại có thêm vitamin K, rất là tốt cho sức khỏe. Em cảm ơn chị Nguyệt Ánh. Theo đông y á, thì lá Hương Nhu có vị cay, tính mát, các thành phần như cavarol, transbergamotene, timon, pisabolene, apinene có tác dụng kháng viêm, giảm đau, điều trị vết bầm, thấp khớp, viêm khớp. Vậy là em gà yên tâm rồi nha, khi mà có Hương Nhu cung cấp vitamin K. Nhưng mà sử dụng Hương Nhu như thế nào thì phải cầu cứu đến Dr. Khỏe thôi. Có thể dùng lá Hương Nhu tươi hoặc có thể mua lá Hương Nhu khô, sau đó dùng nước nóng để pha. Một cốc trà từ Hương Nhu mỗi ngày sẽ bổ sung đầy đủ lượng vitamin K cần thiết cho cơ thể. Không uống quá nhiều nước Hương Nhu cùng một lúc, không nên uống nước này nóng. Quá tuyệt vời luôn. Khi mà sử dụng trà Hương Nhu thì rất là thơm và ngọt. Nhưng mà khi mình sử dụng Hương Nhu thì có cần lưu ý điều gì không Dr. Khỏe? Để an toàn, nên dùng Hương Nhu trong khoảng thời gian từ 6 tuần hoặc ít hơn. Hương Nhu chỉ là phương pháp hỗ trợ điều trị, nên vẫn cần tuân thủ những hướng dẫn và phương pháp điều trị chính do bác sĩ đưa ra, đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Tuyệt đối không dùng Hương Nhu đã có dấu hiệu ẩm mốc hoặc xuất hiện mùi lạ khó chịu nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Nguyệt Ánh, Dr. Khỏe cùng tất cả các bạn trong khu giường xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn.